Bây giờ ở ngoài thị trường có rất rất là nhiều tiệm nail, thì cái tỷ lệ cạnh tranh giữa tiệm này với tiệm khác ở trong cái khu vực tiệm của mình nó sẽ càng ngày càng cao hơn nữa. Làm như thế nào để giữ chân được những người khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới thông qua những người khách hàng cũ đó? Sau 6 tháng sau thì lượng income của chị đã tăng lên double. Giống như anh chị biết, kiếm thợ rất là khó. Vẫn một số lượng thợ đó, số lượng khách đó mà có thể upsell được những cái service lên để mình có thể tăng doanh thu. Chào mừng các anh chị đã quay lại với chương trình tư vấn kinh doanh của công ty GDS Việt Help Group. Thì Vân Nguyễn rất vui có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay có sự có mặt của anh Tân Lưu, chị Nhàn Thái và chị Linh Phạm. Thì ba anh chị này là chuyên viên tư vấn kinh doanh của công ty GDS Việt Help Group. Thì đến với chương trình ngày hôm nay, Vân muốn mang đến một chủ đề, đó chính là tiệm vắng khách thì mình nên làm gì. Thì câu hỏi đầu tiên thì Vân muốn mời anh Tân Lưu. Thì theo kinh nghiệm của anh tư vấn cho các anh chị chủ đó, thì anh Tân Lưu nghĩ như thế nào mà khi mà một tiệm vắng khách đó, thì mình phải làm như thế nào để mà có thể giải quyết được cái tình trạng này triệt để ạ? Dạ, cảm ơn chị Vân. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Thì để trả lời câu hỏi của chị Vân đó, thì Tân có cơ hội nói chuyện với rất là nhiều người chủ doanh nghiệp, thì họ cũng gặp cái tình trạng đó chính là vắng khách, và họ gặp khó khăn trong vấn đề là income họ tụt giảm. Dạ. Thì phần lớn đó, họ đều có một cái thiếu sót, đó chính là họ không có một cái quy trình để giải quyết cái khó khăn khi mà tiệm của họ gặp vấn đề. Thì Tân muốn chia sẻ đó, một cái quy trình đó, đó chính là đầu tiên mình cần phải xác định cái thời gian lúc nào cái income nó tụt giảm, lúc nào cái lượng khách nó giảm. Và bước thứ hai mình có thể làm đó chính là mình đưa ra những cái giải pháp, mình đưa ra những cái nguyên nhân. Thì nguyên nhân sẽ có là nguyên nhân bên ngoài và cái nguyên nhân bên trong. Thì nguyên nhân bên ngoài nó sẽ bao gồm là đối thủ cạnh tranh của mình trong khu vực, người dân ở sinh sống ở trong khu vực như thế nào. Và nguyên nhân bên trong đó chính là customer service. Đặc biệt tại vì sao? Tại vì customer service nó là yếu tố tiên quyết hàng đầu. Thợ của mình phải xem lại thợ họ có service tốt hay không. Rồi người manager họ có vận hành một cái doanh nghiệp nó có chỉnh chu hay không, nó có thể là giúp cho cái người thợ họ thấy thoải mái hay là người khách hàng họ thấy thoải mái hay không. Thì đó nó sẽ là cái nguyên nhân chủ yếu để mà dẫn đến cái tình trạng nó là vắng khách. Và cuối cùng nó chính là mình đưa ra những cái giải pháp nó phù hợp khi mà mình đã biết được những cái nguyên nhân đó. Thì đó là một cái quy trình mà để có thể là cái yếu tố tiên quyết và cái yếu tố quan trọng để mà giúp cho một cái doanh nghiệp có thể là thoát khỏi cái sự mà tụt giảm về income và tụt giảm về số lượng khách hàng. Rồi. Thì Vân rất là cảm ơn những chia sẻ rất là nhiệt tình của anh Tân. Và câu hỏi kế tiếp thì Vân muốn mời chị Linh Phạm. Thì theo chị Linh Phạm thì chị Linh Phạm nghĩ như thế nào và những cái lý do nào mà thường xuyên để làm cho tiệm của mình rơi vào cái tình trạng vắng khách để cho là tụt giảm income như vậy hả chị Linh ha? Dạ, trước tiên thì Linh xin chào chị Vân và tất cả các quý anh chị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Linh rất là cảm ơn câu hỏi của chị Vân. Thì theo như kinh nghiệm của Linh đó, sẽ có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng là tiệm bị vắng khách, như là location của tiệm. Em ví dụ như là nếu tiệm mình ở trong cái location mà khó để tìm kiếm được cái parking lot đó, thì nó cũng có thể làm giảm cái khả năng mà cái người khách hàng họ đến tiệm mình so với là những cái tiệm khác. Rồi một cái nguyên nhân khác nữa đó là về customer service của tiệm mình, nó đã đáp ứng, đã làm hài lòng người khách hàng hay chưa. Nhưng mà theo Linh, cái nguyên nhân mà chính và đặc biệt quan trọng nhất đó là chính là tiệm mình đã có những cái giải pháp, những cái hệ thống chiến lược nào có thể giúp cho tiệm giữ chân được khách hàng cũ và tìm thêm được nhiều khách hàng mới nữa. Cũng như là với anh chị biết đó, một trong những cái nguyên nhân mà tiệm mình bớt khách đi là khách hàng họ moving, họ có thể là chuyển đi đến những cái nơi khác để họ sinh sống. Và hơn thế nữa đó, bây giờ ở ngoài thị trường có rất rất là nhiều tiệm nail, càng ngày càng nhiều. Thì cái tỷ lệ cạnh tranh giữa tiệm này với tiệm khác ở trong cái khu vực tiệm của mình nó sẽ càng ngày càng cao hơn nữa. Thì những cái tiệm mới mở đó, họ luôn luôn xài những cái hệ thống tối ưu tân tiến nhất cho tiệm của họ, và họ có những cái chiến lược, những cái giải pháp
để mà giữ chân được cái người khách hàng cũ, và đồng thời họ có cái đội ngũ công ty đằng sau họ hỗ trợ đưa ra những cái giải pháp chiến lược, những cái hệ thống đó để giúp cho những cái tiệm nail của họ là càng ngày càng kiếm được nhiều khách mới hơn nữa. Dạ, thì Linh nghĩ là cái nguyên nhân vẫn chính là mình phải có được những cái cách để mình có thể giữ chân, níu chân được những cái khách hàng cũ ở trong tiệm và tìm càng ngày càng nhiều khách hàng mới hơn cho cái doanh nghiệp của mình. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn Linh Phạm đã chia sẻ những kinh nghiệm của em. Thì hôm nay thì Vân muốn nhờ đến chị Nhàn Thái. Thì chị Nhàn Thái, chị nghĩ như thế nào khi mà một cái tiệm vắng khách lâu ngày nhiều tháng như vậy đó, thì một cái suy nghĩ nào và một cái solution nào để cho chị có thể giúp cho cải thiện được một cái tiệm vắng khách như vậy? Cảm ơn câu hỏi của chị Vân. Xin chào các quý anh chị khán giả. Thì để trả lời cái câu hỏi của chị Vân á, theo cái kinh nghiệm của Nhàn thì Nhàn thấy nó có, Nhàn sẽ đưa ra những cái giải pháp nho nhỏ như sau. Thì cũng cảm ơn Tân với lại Linh đã đưa ra, vạch rõ ra những cái lý do, những cái nguyên nhân rồi ha. Thì Nhàn sẽ đưa ra những cái chiến lược nhỏ như sau. Thì cái thứ nhất đó, quý anh chị có để ý rằng cái tiệm của mình, cái tiệm nails của mình thì mình hoạt động cái một thời gian đã lâu rồi, thì quý anh chị không có thay đổi những cái nội thất bên trong cũng như là ghế hoặc là màu sơn chẳng hạn, thì đó là nó tạo ra một cái sự nhàm chán như khách của mình đi. Bây giờ khách của mình đến từ một vài năm đi, người ta sẽ quen thuộc với cái tiệm của mình rồi, người ta cảm thấy là nó có sự nhàm chán rồi, mình không có thay đổi những cái điều đó thì khó mà giữ chân được cái người khách cũ, huống chi là khách mới, đúng không? Dạ, thì đó là một phần. Và cuộc sống của mình càng ngày càng đi lên thì cái nhu cầu tất yếu của con người mình cũng đi lên, thì họ cần cái nơi nào họ spend time, spend tiền nó đích đáng hơn. Thì đó là cái vấn đề mà remodel tiệm, thì quý anh chị cũng nên chú ý về cái vấn đề này. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai mà Nhàn muốn nói đến với anh chị cũng như là Linh với Tân đã nói là cái customer service. Thì thật sự cái nghề service đó là như mình làm dâu chăm họ vậy đó, không có hài lòng hết được cái người khách của mình. Thì có thể là những lúc đó thì tiệm mình busy quá, mình có thể bỏ quên một hai người khách, hoặc là trong cái tiệm của mình người thợ nói tiếng Việt nhiều quá, họ làm cho cái người khách cảm thấy không có thoải mái nữa. Thì khi họ bước chân ra khỏi tiệm, họ có thể cho mình bad review, 1, 2, 3 cái review ở trên cái social. Thì dạ, mình á, là cái người chủ, mình phải để ý những cái đó. Tuy nó nhỏ nhưng mà những cái đó là nó sẽ làm cho mình, cũng là một cái nguyên nhân là rất là ảnh hưởng. Thì mình phải biết được những cái nguyên nhân gì tiệm của mình bị bad review đó, và mình có thể liên hệ về với cái người khách đó để mình giải quyết được cái problem, để mình improve cái business của mình lên. Đó là một cái cũng là rất là quan trọng. Dạ. Và cái thứ ba mà Nhàn muốn nói với anh chị đó là cái về cái sản phẩm dịch vụ. Thì cái sản phẩm dịch vụ là sao? Cái nghề làm đẹp của mình á, là nó đi cứ một vài ngày là nó ra một cái mẫu mới, design mới, hoặc là những cái màu nước sơn mới. Và nó là màu sắc mà thay đổi. Thì cái tiệm của mình thì mình nên update những cái mẫu design mới, những cái trend bây giờ, như chẳng hạn như là top gel hoặc là gel S chẳng hạn. Thì mình có những cái sản phẩm dịch vụ mới thì mình có nhiều cái sự lựa chọn cho khách hơn, thì khách hàng người ta thấy ồ, tiệm mình nó rất là phong phú. Rồi cái quý anh chị biết mà, những cái tiệm kế bên người ta mở rất là nhiều, người ta ra những cái trend rất là nhiều, mà mình không có update những cái sản phẩm dịch vụ mới thì mình đã bị lùi ra phía sau rồi. Thì khi lúc đó nó chênh lệch nhau vài đồng thôi, người ta sẽ willing đi cái tiệm khác người ta thử. Dạ, đó là cũng là một cái hướng giải quyết. Và cái cuối cùng mà Nhàn muốn đưa ra với các quý anh chị đó là, quý anh chị có bao giờ mình nhìn lại cái mảng mà quảng cáo, cái mảng social media của mình có một cái nền tảng nó vững chắc chưa? Dạ, mình phải tìm được một cái công ty có những cái uy tín và cái kinh nghiệm lâu năm trên thị trường để mình gửi gắm những cái tâm tư, những cái khó khăn trong cái tiệm của mình, để mình đủ tin tưởng mà mình trao cái business của mình cho cái công ty đó, để người ta có thể cùng mình tìm ra những cái nguyên nhân, những cái giải pháp để người ta giúp mình vượt qua những cái khó khăn, sẽ đưa ra những cái đường hướng chiến lược để giúp mình đạt được ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là tăng được doanh thu, yếu tố thứ hai là tăng được giá trị doanh nghiệp, yếu tố thứ ba là tăng lợi thế cạnh tranh.
Yes, đây là một cái phần rất là quan trọng mà nhìn thấy là hầu như cái thời đại 4.0 thì tất cả những cái tiệm nail đều có những cái hệ thống, những cái công ty marketing đứng đằng sau hỗ trợ cho họ. Thì hầu như là 80% họ đều có hết rồi. Thì mình nên update, mình nên làm sao để cho cái business của mình càng ngày nó càng tốt hơn. Yes. Đó là những cái mà Nhàn cần muốn chia sẻ với lại quý anh chị. Thì rất là cảm ơn sự chia sẻ của chị Nhàn Thái. Thì những cái chia sẻ này thật sự đối với Vân rất là thực tế luôn nha các anh chị. Và đến với chương trình ngày hôm nay đó, thì Vân có một cái trường hợp giả dụ. Thì một cái tình huống giả dụ này muốn cho ba anh chị có thể giúp cho Vân là cùng nhau thảo luận và đưa ra những cái suy nghĩ và cái kinh nghiệm của các anh chị trong cái thời gian qua mà các anh chị đã giúp cho nhiều tiệm nail đi lên và đạt được nhiều nhiều cái income như mà các anh chị đó đã mong muốn. Thì bắt đầu thì anh chị nghĩ như thế nào mà một cái tiệm nail mà đã vắng khách như vậy đó, thì mình phải cần thời gian bao lâu, xác định được thời gian bao lâu để cho mình có thể bring back được cái income cho tiệm đó. Và thì bây giờ thì Vân có thể nhờ Linh Phạm đi. Thì Linh Phạm giúp cho Vân trả lời câu hỏi này ha. Dạ, Linh cảm ơn câu hỏi của chị Vân. Thì theo Linh đó, cái thời gian mà nhanh hay chậm để mà cái tiệm đó có thể là phục hồi được đông khách trở lại thì nó cũng tùy thuộc vào về cái việc là người chủ họ xác định được đúng cái nguyên nhân gây ra dẫn đến cái tình trạng là tiệm bị vắng khách. Dạ vâng. Tại vì khi mà mình đã xác định đúng được cái nguyên nhân rồi đó, thì mình sẽ đưa ra được cái giải pháp phù hợp và đúng đắn để mình khắc phục được cái nguyên nhân đó. Nó sẽ làm cho mình là tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Dạ. Thì theo chị Nhàn, chị nghĩ thế nào? Cái giải dụ của Linh Phạm á, đưa ra rất là thực tế luôn, rất là đúng. Thì á, thật sự mà khi mình quyết mình được xác định đúng được cái nguyên nhân rồi đó, thì mình bắt đầu mình đưa ra những cái đường hướng, những cái chiến lược để mình khắc phục những cái nguyên nhân khó khăn đó. Thì Nhàn cho giải dụ đi ha. Nhàn có một cái chị chủ, chị gọi cho Nhàn, chị nói là tiệm của chị thì cũng mới remodel đây thôi. Thì trend, những cái trending đồ đặc si đã có hết, chị đã có hết rồi. Tại sao mà chị lại thấy cái lượng khách là không có thể lên được, mà nó càng ngày nó càng tuột giảm. Thì nó từ 2.000 thì nó còn 1.900, rồi ví dụ nó lên 2.000 lẻ mấy nữa, nó có tuột xuống, nó không có thể là nó lên được. Thì chị hỏi Nhàn có được cái giải pháp nào hay không. Thì Nhàn với chị cùng nhau ngồi xuống và Nhàn đã tư vấn cho chị những cái chiến lược, những cái đường hướng. Thì nó có nhiều cái yếu tố và nhiều cái hướng giải quyết, nhưng mà Nhàn đưa ra cái chính ở đây thôi là Nhàn đã tư vấn cho chị một cái hệ thống làm như thế nào để giữ chân được những người khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới thông qua những người khách hàng cũ đó, làm như thế nào giúp cho chị được cái income và cũng như cái lượng khách từ 3 đến 6 tháng có thể tăng lên double, triple. Và khi và khi 6 tháng sau mà Nhàn cũng có ngồi nói, Nhàn mỗi tháng Nhàn đều coi lại, Nhàn đều feedback là cho mình là không biết là lượng khách như thế nào, thì Nhàn với chị cùng nhau theo dõi. Và sau 6 tháng sau thì lượng income của chị đã tăng lên double. Thì đó là cái thực tế kinh nghiệm của Nhàn. Đó là cái thực tế của Nhàn mà Nhàn muốn chia sẻ đến quý anh chị. Vậy thì mình đã được hai cái kinh nghiệm của chị Linh Phạm và chị Nhàn Thái rồi, còn anh Tân Lưu suy nghĩ như thế nào ạ? Thì Tân rất là đồng ý với ý kiến của Linh Phạm và chị Nhàn. Thì Tân cũng có một cái trường hợp mà Tân cũng muốn chia sẻ với tất cả anh chị và những người trong một cái chương trình hôm nay. Đó chính là một cái người chủ, họ gọi vào cho Tân thì họ nói là họ đã lấy lại cái tiệm, họ kinh doanh được 5 tháng nhưng mà cái lượng khách nó vẫn cứ như vậy và nó ngày càng nó đi xuống. Thì thợ thì có 5 thợ nhưng mà income chỉ có khoảng 15.000 thôi. Thì nếu mà chia ra đó, trung bình mỗi người thợ họ chỉ làm được có 3.000 một ngày. Thì Tân mới bắt đầu, Tân ngồi xuống và Tân sẽ bàn bạc và Tân sẽ đưa ra, Tân hỏi cái thời gian là chị lấy khi nào, rồi lượng khách và chị đã làm được gì và chị đã chưa làm gì. Thì lúc này người chủ đã không ngần ngại để mà chia sẻ cái quá trình mà họ đã lấy lại cái tiệm và cái những cái bước họ làm như thế nào. Thì Tân hỏi là họ đã làm cái chương trình, nó gọi cái chiến lược nó gọi là under new management hay chưa. Thì chị nói là chưa. Rồi chị cũng có chia sẻ là chị đã chạy quảng cáo Facebook và trên Google rất là nhiều nhưng mà nó không có hiệu quả. Thì lúc này Tân mới hỏi là chị đã chạy và chị chạy như thế nào.
thì chị chia sẻ là chị chạy là mỗi ngày đó là khoảng là 10 đô cho một ngày. Thì khi mà Tân check cái cách mà chị chạy đó là chị đã chạy sai. Chị chạy chị target vô cả nam và nữ. Thì đối với nail của mình đó là chỉ có nữ thôi. Dạ. Phần lớn phải nói là 99% là nữ. Dạ. Mà nếu mà cái người chủ đó họ chạy nam đó thì không có thể nào mà có thể kéo người khách đó được. Dạ đúng rồi. Và một cái yếu tố nữa đó chính là cái location nó rất là tệ. Ở phía trước nó có rất là nhiều cây, hay là cái building đó là gần như chết rồi. Những cái business họ đã move out rất là nhiều rồi. Thì bây giờ đó Tân mới bắt đầu Tân ngồi xuống mà Tân lên chiến lược cho chị. Là chiến lược đầu tiên đó chính là tìm kiếm khách hàng mới. Là mình làm một cái hệ thống website đa chức năng, là những cái hệ thống social media hoàn toàn mới luôn. Để mình có thể quảng cáo, mình thông báo cho người khách cũ của mình, khách mới của mình để bước vào tiệm của mình in, để họ có thể try lại những cái dịch vụ mới, những cái sản phẩm mới từ tiệm của mình. Sau đó là mình cần thêm một cái hệ thống thứ hai, đó chính là làm thế nào để giữ chân khách hàng cũ và đồng thời tìm kiếm khách mới thông qua khách cũ. Thì đó là cái chương trình là referral gift card, thì để giúp cho họ có thể là tăng cái double cái lượng khách hàng ở trong tiệm. Thì khi mà double được lượng khách hàng là income của họ đã tăng gấp đôi. Thì bây giờ sau 6 tháng income của họ đã tăng được gấp đôi. Thì đó là một cái mà họ đang bứt phá rất là nhanh. Và bây giờ tháng thứ 6 rồi, Tân đã lên chiến lược cho 3 tháng tiếp theo. Thì bây giờ đó, giống như anh chị biết, kiếm thợ rất là khó. Hiện tại họ đang có 5 thợ. Bây giờ đó rất là khó kiếm thợ. Thì bây giờ mình đang đưa một cái chiến lược, đó chính là làm thế nào để có thể vẫn một số lượng thợ đó, số lượng khách đó, mà có thể upsell được những cái service lên để mình có thể tăng doanh thu. Đó chính là cái màn hình quảng cáo kỹ thuật số. Mà bây giờ hiện tại thì họ đang làm là so far rất là good rồi. Thì đó là mà ba cái chiến lược chính mà Tân đã đưa ra cho họ. Dạ. Khách mà happy là mình cũng happy. Yes, chính xác. Khách hàng thành công là công ty cũng là mà mình thì á, mình khi mà mình nghe được những cái tâm sự, những cái chia sẻ của các anh chị chủ, mà khi mà họ rơi vô cái tình trạng mà như là tiệm đi xuống, mà tiệm vắng khách, rồi mất income cho tiệm, mất income cho thợ đó, thì mình nghe cũng không có vui. Thì cái công việc của tụi em á, là ở đây để cùng nhau để hỗ trợ cho các anh chị chủ. Thì vì thời lượng chương trình có hạn, thì Vân Nguyễn và các anh chị hôm nay rất là cảm ơn thời gian của các anh chị đã theo dõi chương trình này. Thì Vân Nguyễn muốn các anh chị là nếu như các anh chị có đang gặp khó khăn trong cái tình trạng tiệm của mình và đang cần sự giúp đỡ, thì các anh chị cứ gọi vào công ty GDS Vietnam Group để các chuyên viên tư vấn có thể giúp đỡ cho tiệm của mình. Và thì hôm nay thì Vân sẽ tạm dừng cuộc nói chuyện đến bây giờ. Thì rất cảm ơn thời gian của các anh chị và xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mà mình có khả năng và mình gọi là có chiến lược đàng hoàng thì có cạnh tranh là điều tốt. Tiệm hồi xưa là 10 thợ, sau đó bây giờ còn xuống 4 thợ, income drop xuống chậm chậm. Coi thử là cái tay nghề của mình bước vào đó mình có thể vật lên được hay không. Để mà vật nó lên, đem nó lên lại là một cái level khác thì nó cần thời gian và nó cần có sự invest trong đó. Và nó cần có con người để mà input, để mà làm việc thì nó mới lên được. Họ đi về nhưng mà lần sau họ vẫn cho mình một cơ hội nữa để cho mình phục vụ. Mình đã lật ngược được cái ván cờ.